bí mật khiến cho những cái người làm bảo hiểm á, họ trở thành các MDRT, COT là những người vô cùng thành công trong lĩnh vực bảo hiểm, là bởi vì có câu nói rằng Thành Long cũng Phạm Thành Long có dạy Hoài Nam rằng cái gì đo lường được thì mới kiểm soát được, không đo lường được thì không thể nào kiểm soát được. Và đó là lý do vì sao chúng ta cần phải phân loại theo các nhóm khách hàng từng trang một, là nhóm A, nhóm B, nhóm C, nhóm D, và chúng ta viết họ ở nhóm nào. Và sau đó thì việc của chúng ta là lần lượt mời tất cả những người trong các nhóm đó. Và sau một khoảng thời gian, sau một vài tháng, thì chúng ta sẽ ra được một danh sách. Ví dụ như chúng ta mời 30 người, chúng ta có cái danh sách là 30 người, chúng ta thực hiện lời mời với 30 người trong gia đình, nhưng mà chỉ có 10 người họ vào nghe cơ hội kinh doanh thôi. Và sau đó thì có 33 người làm vào nghe OBP. Mà nghe OBP rồi lại có 10 người mà họ lên ID, đúng không ạ? Có 10 người vào nghe cơ hội kinh doanh. Sau đó thì có 10 người đấy nghe xong phát thích luôn lên ID luôn. Đó. Nhưng mà kết quả là chỉ có mỗi 2 người là họ lên đơn hàng và xác định kinh doanh của chúng ta. Và chúng ta sẽ thấy rằng tất cả mọi thứ chúng ta đo lường nó bằng tỷ lệ chuyển đổi. Ví dụ như là có danh sách là 30 người mà có 10 người nhận lời, tức là nó chiếm là 33%, đúng không ạ? Và tiếp theo 10 người này đều lên ID thì chúng ta đã có một cái tỷ lệ là 100% là lên ID. Nhưng đến cái đích cuối cùng đó là lên đơn, khi mà lên đơn thì mới trở thành nhà phân phối, đúng không ạ? Và khi họ xuống tiền thì họ mới có kết quả, khi họ xuống tiền thì họ mới có những trải nghiệm về sản phẩm, họ xuống tiền họ mới có sự khát khao, họ xuống tiền họ mới có thể tối đa được thu nhập, thì lại chỉ có 2 người thôi. Và nghĩa là cái tỷ lệ chuyển đổi nó chỉ được có 20% thôi, tỷ lệ này rất là thấp, ví dụ là như vậy ấy. Nhưng mà một cái nhóm khác, khi mà chúng ta động vào cái nhóm mà ở cái phần mà cái nơi tiêu tiền của chúng ta, chúng ta chia sẻ cho 20 người thì 20 người sẵn sàng vào nghe cơ hội kinh doanh, sẵn sàng lên văn phòng, sẵn sàng vào nghe OP ở trên Zoom. Và sau đó thì 100% mọi người này đều nghe OP rồi. Và đồng thời trong 20 người này thì lại tiếp tục cả 20 người đó đều lên ID. Và cuối cùng là để mà lên đơn hàng ấy thì có 15 người lên đơn hàng. Thì khi chúng ta chia trung bình ra thì có phải tỷ lệ là 100% đồng ý kinh doanh cùng, đồng ý vào nghe Zoom, 100% lên ID, và cho đó hẳn 75% là lên đơn hàng. Vậy thì khi so sánh giữa cái việc là nhóm gia đình và cái nơi tiêu tiền, chúng ta thấy rằng một giữa một bên là chỉ được có 20% tỷ lệ chuyển đổi thôi, còn một bên là 75% tỷ lệ chuyển đổi, thì chúng ta sẽ dồn nguồn lực của mình để mở nguồn ở đâu ạ? Để tập trung vào những nhóm khách hàng nào, để dồn nguồn lực của mình chăm sóc nhóm khách nào ạ? Các bạn sẽ chăm sóc nguồn nào ạ? Comment giúp bài nào. Nếu như sự thống kê như thế này, khi chúng ta có cái sự thống kê như thế này, thì cá nhân các bạn sẽ dành thời gian để chăm sóc những thành viên trong gia đình của mình để lấy được cái tỷ lệ chuyển đổi 20%, hay các bạn sẽ dành để chăm sóc những cái khách hàng ở cái nơi mà chúng ta tiêu tiền với chiến lược follow my money để chúng ta có được cái tỷ lệ chuyển đổi là 75%, hay comment giúp Hải Nam. Chúng ta cần phải rõ cái phương pháp này thì chúng ta mới biết là chúng ta phân bổ nguồn lực của chúng ta ở đâu để nó đạt hiệu quả cao, và phải kiểm soát được cái tỷ lệ. Hoài Nam luôn luôn hỏi các bạn là tỷ lệ chuyển đổi như thế nào, có bao nhiêu người ở phòng Zoom, bao nhiêu người nghe OP, và bao nhiêu người lên đơn, ai bao nhiêu người lên ID. Chúng ta cần phải kiểm soát chính xác cái con số của mình, bởi vì chúng ta mới là người rõ hơn ai hết. Và khi chúng ta kiểm soát được con số này thì các bạn mới biết là mình lên đổ nguồn lực vào đâu. Rất tuyệt vời ạ. Đó. Rất thông minh. Tất cả chúng ta đều comment ở nơi tiêu tiền. Chính xác là như vậy. Vậy thì chúng ta biết rằng tại những cái nơi tiêu tiền ạ, thì mình sẽ có được những khách hàng vô cùng chất lượng. Vậy thì việc của mình là tập trung để chăm sóc những khách hàng đó, đúng không ạ? Vậy thì tăng cái tỷ lệ chuyển đổi là 15% là 75% lên 100%, đúng không ạ? Vậy thì có nghĩa là chúng ta lại phải tiếp tục mở nguồn ở những cái nơi đó, chăm sóc họ kỹ hơn, gần gũi họ nhiều hơn, lân la với họ nhiều hơn. Bởi vì trên thực tế là chúng ta tiêu rất nhiều mà, mỗi một ngày chúng ta đều phải tiêu rất nhiều tiền ở rất nhiều cái lĩnh vực khác nhau. Và chúng ta thấy rằng ồ, cái nơi đó chính là nơi chúng ta thu hút tiền, đấy chính là nơi mà chúng ta có rất nhiều khách hàng vô cùng tuyệt vời, thì chúng ta phải tập trung nguồn lực vào đấy, đúng không nào? Và tiếp theo nữa, chúng ta thấy rằng ở đây Hoài Nam lấy giả dụ là như vậy, số lượng khách hàng thì các bạn khi mà chúng ta viết xuống danh sách khách hàng của mình thì chúng ta sẽ thống kê ra được là ở nhóm gia đình các bạn có bao nhiêu người, nhóm bạn học có bao nhiêu người, và các nhóm khác cũng vẫn theo là từ A, B, C, D, E, F, G, H, đúng không? Thì chúng ta sẽ viết được xuống danh sách.
Và sau đó thì theo các bạn sẽ chia sẻ cơ hội kinh doanh. Không phải là cứ giai đoạn 1 là chúng ta chỉ chia sẻ ở gia đình mình, mà hãy chia sẻ tất. Nhưng mà các bạn phải luôn luôn ghi chú lại là chúng ta đã chia sẻ với họ những cái gì, đúng không ạ? Chúng ta cái giai đoạn, từng cái giai đoạn, ví dụ như ngày hôm nay, ngày bao nhiêu, ngày hôm nay ngày mùng 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 6, chúng ta chia sẻ với anh A, anh ấy nói gì, anh từ chối ra làm sao, anh đồng ý ra sao. Hoặc bạn B, khi bạn mà nghe OP thì bạn đang gặp khó khăn gì, bạn đang có thắc mắc gì. Thì việc của chúng ta là viết xuống những cái ghi chú đó. Và chúng ta phải bám sát họ, theo đuổi họ. Được không nào? Thì đây chính là bí quyết. Đơn giản ạ. À, các bạn có biết cách tính tỷ lệ phần trăm này không ạ? Ví dụ như 10 người trên 30 người. Số lượng khách hàng là 10, là 30 người. Mà chúng ta chỉ mời được có 10 người vào thôi. Thì chúng ta sẽ mời lấy 10 chia cho 30. Thì chúng ta sẽ ra tỷ lệ là 33%. Nó 0,33. Thì nhân 100 thì nó sẽ ra là 33%. Sau đó ở đây là có, khi chúng ta thấy vào là có 10 người vào, 10 người lên ID, thì tức là tỷ lệ là 100%, đúng không ạ? Và sau đó thì chỉ có 2 người lên đơn thì chúng ta lấy 2 mà chia cho 10, thì chúng ta sẽ được là 20%. Và cứ như vậy các bạn sẽ tính ra được cái tỷ lệ chuyển đổi của mình. Và hãy nhớ, với những cái tỷ lệ chuyển đổi nào cao, 30, 40, 50%, càng nhiều tỷ lệ chuyển đổi càng cao. Và cái tập trung quan trọng nhất đó, có phải là chúng ta tập trung vào cái người lên đơn không ạ? Dù có bao nhiêu ID đi chăng nữa thì cũng không bằng cái người lên đơn hàng, đúng không ạ? Bởi vì phải lên đơn hàng thì nó mới ra doanh số, và ra doanh số thì chúng ta mới có tiền. Chính vậy nên chúng ta cần phải tập trung cái nguồn lực của mình, phải phân bổ thời gian vào cái việc chăm sóc những người để ra đơn hàng và nuôi dưỡng những người mà tỷ lệ chuyển đổi thấp. Vẫn phải nuôi họ, vẫn phải giữ họ trong cái cuộc hội thoại, nhưng mà ví dụ như chúng ta dành 50% cho cái nơi tiêu tiền thì chúng ta chỉ cần dành khoảng 10% cho cái nhóm mà không mang lại hiệu quả, ví dụ nhóm gia đình, chúng ta dành khoảng 10% thôi. Bởi vì những cái nhóm này kiểu gì nó cũng phải chờ mình thành công bắt đầu nó mới làm, đúng không nào? Và chính vậy nên là chúng ta đừng có mất thời gian khi mà chia sẻ với họ quá nhiều. Làm thì làm, không làm thôi, việc của chúng ta là nói cho họ biết là mình làm thôi, để họ biết, họ găm trong đầu, để không may có thằng khác nó rủ thì nó vẫn, họ vẫn biết là à con em mình nó cũng làm, à con cháu mình nó cũng đang làm, để họ không đi làm với người khác, đúng không nào? Và việc của chúng ta là làm điều đó. Đó là những gì quan trọng nhất của buổi đào tạo ngày hôm nay, về cái việc mà chúng ta cần phải biết cách lập danh sách khách hàng. Sau đó thì chúng ta cần phải biết cách là tính tỷ lệ trung bình để xem cái nguồn lực của chúng ta sẽ tập trung vào đâu để nó đạt hiệu quả cao nhất.